Sáng ngày 22 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ủy ban Nhân dân huyện, cán bộ phụ trách văn thư huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác văn thư các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, chủ tịch Ủy ban Nhân dân và cán bộ phụ trách văn thư các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo công an huyện thông tin nhanh về thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn, những hạn chế, nguyên nhân, giải pháp, đồng thời giới thiệu một số nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước như Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với 5 chương 28 điều, Thông tư số 24 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Nội quy bảo vệ nhà nước và các văn bản thuộc hệ thống danh mục bảo vệ bí mật nhà nước đã được ban hành theo quy định của Luật Bảo vệ nhà nước. Tuyên truyền thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động nhằm thu thập, tấn công, đánh cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước để các phòng, đơn vị, cá nhân cảnh giác có biện pháp ứng phó. Hội nghị đã dành thời gian để trao đổi các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị để kịp thời giải đáp, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định. Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các cơ quan đơn vị và địa phương về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời trang bị một số kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở cơ quan đơn vị địa phương mình, nhằm bảo vệ thông tin, nhất là thông tin mật, thông tin quan trọng, nhằm ngăn chặn âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.